Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn, mình đang đứng tại gian hàng của Asus và bên cạnh mình đây đấy chính là chiếc Asus ZenBook Pro 15 inch. Rất là to đúng không? Nhìn nó kiểu nó không giống 15 inch, cái này phải tầm cỡ phải 150 inch. Nhưng mà thực ra không phải đâu, cái thật của mình sẽ chiếc ZenBook Pro 15 inch nó nằm ở bên này cơ. Một mẫu laptop rất mình đánh giá rất là cao của Asus trong buổi trong sự kiện Computex lần này. Đây chính là chiếc Asus ZenBook Pro. Về màu sắc các bạn có thể thấy ở đây nó sẽ có màu, nó không hẳn là màu đen, nó sẽ hơi màu tím than một chút. Và dòng chữ ở đây sẽ là màu vàng. Sự kết hợp như thế này thì sẽ làm cho nó nhìn sang trọng hơn rất là nhiều. Còn về phần màn hình, nó sẽ là màn hình kính. Mình nhìn ở đây thì mình thấy nó hơi bóng một chút, nhưng mà không sao. Nếu mà các bạn sử dụng mặt kính thì nhìn màu sắc nó trong suốt, còn nó sẽ kiểu như là nó trong hơn. Rồi là màn hình, đây là phần màn hình độ phân giải 4K nhá. Độ phủ màu Adobe RGB là 100% Adobe RGB 4K. Có nghĩa là nó đã tương đương với cả những màn XO ở trên những mẫu Dell XPS 15 rồi. Thì màu hiển thị của nó rất là đẹp. Nếu các bạn cân chỉnh lại một chút nữa thì nó sẽ còn đẹp hơn. Và với một màn hình tốt như thế này thì nó sẽ rất phù hợp với cả những photographer hoặc là những bạn nào mà kiểu edit phim hoặc là làm đồ họa media. Xuống dưới một chút nữa thì các bạn sẽ có, đây sẽ là chất liệu, đây là nhôm, chắc chắn là nhôm. Rồi sẽ cũng sẽ được phai như thế này, nhìn nó đẹp hơn. Phần viền là viền diamond cut. Ở đây cũng là nó hơi cắt chéo một chút, nó không nhìn hẳn là diamond cut nhưng mà nó cắt chéo, nhìn rất là sang trọng, nhìn rất là đẹp. Kết hợp với cả màu vàng, mình đánh giá khá là cao về thiết kế của Asus ZenBook Pro 15 inch. Còn bàn phím thì chúng ta sẽ không có phần 5 pad. Nó phím nó hành trình nó hơi nông, mình cảm giác hành trình nó hơi nông, khá là nông luôn, nhưng mà được cái nền bàn phím rất là chắc. Thì nếu mà các bạn gõ một thời gian khoảng tầm 1 tuần, 2 tuần gì đấy, các bạn gõ quen thì sẽ không sao. Nhưng mà cá nhân mình với một cảm giác lần đầu, mình đánh giá bàn phím này hơi nông và cũng không hợp với mình lắm. Đây các bạn sẽ có cảm biến vân tay và loa của Harman Kardon, sẽ tăng khả năng bảo mật và cũng như là tăng chất lượng âm thanh. Hoặc là Harman Kardon rất là ngon. Rồi đây mới là phần quan trọng nhất của chiếc Asus ZenBook Pro 15 inch. Đấy chính là chiếc màn hình thứ hai cũng như là chiếc touchpad luôn. Ở đây các bạn sẽ có thể chuyển chế độ của nó bằng phím F6. Đây các bạn sẽ có thể chuyển được là screen pad mode này, rồi màn hình thứ hai này, rồi là touchpad thông thường để tiết kiệm pin, hoặc là các bạn tắt luôn touchpad đi. Đấy các bạn sẽ có 4 chế độ khác nhau. Với chế độ screen pad mode thì đây mình đang để chế độ screen pad mode, thì các bạn sẽ có được những cái như là mở phần mềm nhanh này. Đây các bạn có thể mở phần mềm nhanh, ví dụ mình có thể mở Chrome đấy, lên rất là nhanh đúng không? Rồi đấy là mở phần mềm nhanh. Rồi các bạn có thể dùng lịch, các bạn có thể check lịch rất là nhanh. Cái này sẽ phù hợp với cả những người kiểu như là business. Rồi các bạn sẽ có thể mở máy tính. Đấy, các bạn có thể 5 pad. Các bạn sẽ không cần phải cái 5 pad ở một bên, các bạn chỉ cần 5 pad ở đây. Rất là hay. Ngoài ra các bạn có thể chỉnh sang chế độ, đấy chính là Extend Display, có nghĩa màn hình thứ hai. Các bạn sẽ có một chiếc màn hình thứ hai, các bạn có thể chuyển màn hình xuống. Đấy, thế là các bạn đã có được một chiếc màn hình thứ hai mà không cần phải mua thêm một mẫu màn hình rời nữa. Rất là tiện, các bạn có thể vừa edit video ở phía trên và sau đó các bạn xem YouTube ở bên dưới, mình thấy rất là hay. Rồi ngoài ra các bạn sẽ có là cái touchpad truyền thống thì nó sẽ tắt luôn, các bạn sẽ là đen thui không có gì hết. Rồi tiếp tục là các bạn tắt luôn touchpad thì chắc cái này máy nào cũng có rồi. Nhưng mà và về cảm giác gì ở trên chiếc touchpad này thì mình cảm giác là nó khá là mượt, mặc dù nó chưa bằng được những chiếc MacBook Pro của Apple, nhưng mà mình thấy nó khá là mượt và mình đánh giá khá là ổn. Nếu như so với cả Dell XPS thì mình nghĩ nó là tương đương. Tiếp theo thì với hai chiếc màn hình của mẫu Asus ZenBook Pro 15 inch, ở bên trên là 4K, còn ở bên dưới này các bạn sẽ là màn hình 5 inch Full HD IPS, thế nên là góc nhìn tốt, 5 inch độ phân giải full, mình không phải 5 inch nhá. Đây là màn hình Full HD IPS, thế nên là chất lượng hiển thị của nó cũng sẽ khá là ổn. Nó không bằng ở bên trên, nhưng mà một chiếc màn hình phụ mà có Full HD IPS cũng đã khá là ổn rồi. Tiếp theo về cổng kết nối, các bạn sẽ có khá là đầy đủ đấy. Ở đây các bạn sẽ có hai cổng Thunderbolt 3 rất là ngon, cổng HDMI, rồi cổng nguồn sẽ là ở đây. Rồi tiếp tục ở phía bên này, các bạn sẽ có hai cổng USB full size, một cổng micro SD và một cổng xuất tai nghe. Cá nhân mình đánh giá thì với số lượng cổng kết nối như thế này thì nó khá là đủ dùng với cả một người dùng thông thường. Với hai cổng Thunderbolt 3 các bạn có thể xuất ra các đồ họa các thứ, rồi là hai cổng USB full size các bạn có thể kết nối phụ kiện. Nhưng mà mình nghĩ nếu như Asus có trang bị là cổng SD full size, có nghĩa là cổng SD thông thường, thì nó sẽ tốt hơn là micro SD như thế này. Còn về cấu hình, nếu như các bạn sử mua mẫu laptop Asus ZenBook Pro 15 inch ở Max Option thì các bạn sẽ có vi xử lý Intel Core i9 8950HK,
6 nhân, xung nhịp cao, edit video cũng như là chỉnh sửa hình ảnh cực kỳ ngon. Về card đồ họa, option cao nhất của các bạn là GTX 1050 Ti. Thì 1050 Ti nó không quá mạnh, nhưng mà để làm ảnh hay làm video thì cũng đã rất là ngon rồi. Và chính vì Asus sử dụng 1050 Ti thế nên là laptop này rất là mỏng nhẹ. Như ở đây, như mình check spec thì trọng lượng của nó chỉ khoảng tầm là 1,8kg mà thôi. Thì với một thân hình 15,6 inch mà trọng lượng 1,8kg thì thực sự nó quá là nhẹ nhàng. Nó sẽ là một đối thủ cạnh tranh với cả Dell XPS 15. Nhưng mà nó vẫn chưa cạnh tranh được với Dell XPS 15, đấy chính là viền màn hình của nó còn khá dày. XPS 15 viền mỏng dính luôn, còn con này màn khá là dày. Nhưng mà nhìn chung thì mình thấy Asus đã tạo ra chiếc ZenBook Pro 15 inch này khá là hoàn thiện. Nó đương nhiên không có một sản phẩm nào nó hoàn hảo, nhưng mà mình thấy như thế này cũng đã khá là tốt trong năm 2018 rồi. Và về mức giá thì vẫn chưa có mức giá chính thức cho mẫu ZenBook Pro 15 inch, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không dưới 2.000 đô đâu. Thế nên là các bạn muốn mua thì cũng sẽ rất là khó. Và ý kiến các bạn như nào về mẫu laptop này thì hãy comment bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.